Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Real Life Craft nha. Và trong tập trước á, thì mình có đánh chiếm một cái tòa thành bên kia và được khá là nhiều đồ tốt trong đây nè. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái chuyến đi xuống dưới Nether để mình khám phá phía dưới xem có những gì nha. Rồi đầu tiên thì mình cần phải chuẩn bị cái hắc diệm thạch trước cái đã. Bên cạnh đó thì mình cần phải mang theo một loại vũ khí tốt một xíu. Và chắc mình sẽ sử dụng cái cây rapier này thay vì là katana. Tại vì khi sử dụng katana thì mình sẽ bị hiệu ứng đàm chậm, vậy thì đánh không có nhanh nữa. Nhưng mà để sử dụng cây này tốt hơn thì mình cần phải sửa nó lại một xíu. Hiện tại thì cái chất lượng nó không có tốt cho lắm ấy. Rồi giờ mình sẽ đập cho nó lên chất lượng một xíu nha. Ui sao mất cái chất lượng rồi. Cái này thì tăng cái sát thương nhưng mà lại giảm cái sức phòng ngự. Ui cái này vừa tăng tốc độ đánh vừa tăng sát thương nè. Wow. Ui kiếm của mình bây giờ đánh rất là nhanh luôn. Được, rồi ổn rồi đó. Ngoài ra mình cần phải chế thêm thuốc nữa. Để bây giờ mình sẽ làm một cái giàn pha thuốc luôn nha. Mình cần thêm đá cội. Đây có đá cội. Rồi giờ thì làm một cái giàn pha thuốc sau đó đi ngủ luôn thôi. Chứ ban đêm thức một hồi là quái nó sẽ hiện đầy ra ấy. Đặt cái chỗ pha thuốc ở trên này luôn. Rồi ngủ một cái nè. Sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu pha thuốc nha. Và loại thuốc đầu tiên mình muốn chế tạo đó chính là thuốc kháng lửa. Tại vì xuống Nether mà không có thuốc kháng lửa thì hơi khó. Và để làm được thuốc kháng lửa thì mình cần phải có kem mắt ma hả? Ui và kem mắt ma thì mình giờ chưa có được. Ui vậy khó rồi. Nếu không chế tạo được thuốc kháng lửa thì thôi mình sẽ làm một thứ khác. Mình sẽ làm một cái nhẫn đi. Mình sẽ chế một cái nhẫn cho mình khả năng nhìn trong bóng đêm. Tại vì ở phía dưới nó tối thui à. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái hạt vàng nha. Hạt vàng nè. Sau đó làm một cái trái cà rốt vàng. Kế tiếp thì mình cần phải chế tạo thêm một cái glowing ingot nữa. Cái này thì cần glowstone nè, cần clay powder và hình như là cần thêm vàng nữa đúng không? Để xem công thức lại một cái. À không, cần thêm sắt. Sắt mình có luôn rồi, giờ thì chế tạo luôn nào. Một cái glowstone ingot nè. Kế tiếp thì mình sẽ nâng nó lên cái ring of enchanted A nhá. Đây, rồi giờ thì gắn vào luôn thôi. Cái này thì mình sẽ gắn vào cái dưới hả ta? Cái này cho cái sát thương mũi tên. Attack speed thôi, mình sẽ lấy attack speed nha. Rồi, ổn rồi đó. Vậy là bây giờ mình có thể nhìn trong bóng đêm mãi mãi luôn rồi. Chỉ cần giữ cái nhẫn bên người thôi. Và giờ mình sẽ cho bớt cái nhẫn còn lại vào bên trong nha. Lấy cái Blink and Steel nè. Và cũng như cái ba lô luôn nha. Để chúng ta cùng nhau xuống dưới thôi. Không biết xuống dưới mình có gặp mấy con quái thứ dữ không nữa. Hy vọng đừng gặp quái thứ dữ. Tại vì giờ giáp mình còn yếu quá. Sợ gặp quái thứ dữ thì quánh không có lại ấy. Và cái cổng địa ngục thì mình sẽ đặt ở phía dưới hang đi. Cho nó an toàn một xíu nha. Rồi cái đuốc của mình nó tắt queo rồi kìa. Tại vì sau một thời gian thì đuốc nó sẽ bị tắt ấy. Sẽ đặt trong cái hốc này luôn. Lấy một cây cúp. Ui mình không có cúp nữa. Không có cúp thì đặt chỗ nào cho thích hợp ta. Đặt ở đây được nè. Rồi ở đây 1, 2, 3 và ở trên đây nữa. Rồi vậy là mình đã có được một cái cánh cổng Nether ở dưới hang rồi, vậy thì sẽ an toàn hơn. Bật lửa lên một cái nè, uống miếng nước coi. À mà khoan, xuống Nether nhất định phải mang theo cái máy lạnh, tại vì ở dưới Nether thì nhiệt độ thì nó sẽ là cực kỳ cao luôn ấy. Không có máy lạnh thì mình không thể nào chịu nổi với cái nhiệt độ đó đâu. Nên bây giờ thì sẽ mang theo cái máy lạnh nhá. Ui lấy cái cúp đi. Lấy cái cúp đào cho an toàn, lỡ đào cái nó hư luôn, mất công chế thêm nữa. Phải nâng mining lên 16 hả? Ok, lỡ rồi, ráng nâng lên coi có đủ không nha các bạn. Đủ chưa? Được rồi nè. Cuối cùng thì mining cũng đã lên 16 rồi. Và mình còn cái một quyển sách kinh nghiệm đây, mình sẽ lấy ra coi. Ui. là một phát một lên cấp 31 luôn hả? Thôi để dành đi, khi nào cần thì mình sẽ lấy ra sau. Còn giờ thì đi xuống dưới Nether luôn thôi. Rồi đi xuống, mình có chuẩn bị sẵn thức ăn cũng như là nước uống rồi ấy, nên rất là thoải mái. Và mình xuống dưới mình coi cái cuốn Atlas này có hoạt động ở dưới Nether không nha các bạn. Hy vọng nó vẫn hoạt động ở dưới Nether ấy, để mình có thể dễ dàng quay trở lại cánh cổng hơn. Mình đã xuống Nether rồi và đây có những cái khó gì nè. Cái slab thạch anh nè. Ôi tự nhiên ở đây có mấy cái khối slab thạch anh là sao? Wow, và coi cuốn ánh lát có hoạt động ở đây không nhá. Ui vẫn hoạt động luôn. Cuốn ánh lát này hay thiệt. Wow. Ở trên nó có một cỏ nữa kìa.
Ủa đây có thạch anh nè, mình sẽ lấy một ít thạch anh về. Khi nào hết kinh nghiệm á, mình cũng có thể xuống đây để farm kinh nghiệm luôn. Tại vì thạch anh khi đào sẽ rơi ra rất là nhiều kinh nghiệm cho mình. Và mình sẽ đi qua bên đây một xíu coi. Ồ, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Vậy là bây giờ mình sẽ làm một cái điểm ngay cái chỗ cánh cổng này đời luôn đi. Mình sẽ đặt một điểm như vậy và Nether Portal. Rồi, ổn rồi đó. Vậy là ổn. Rồi giờ thì mình sẽ đi tiếp thôi. Nó chưa hết cái nhiệt độ của mình đó đã thành màu cam rồi kìa. Ui có tàu thành. Mới vào đã gặp tàu thành rồi. Giờ mình sẽ... Ui dưới có con quái gì đỏ đỏ nữa ta. Giờ xuống dưới thì mình sẽ để cái máy lạnh xuống nha. Ui con kia giết zombie Big Man luôn kìa. Đúp. Ui ao ao ao. Ây da. Ui quá giật lửa, quá giật lửa. Ui ui đừng 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 đừng. Làm ơn làm ơn làm ơn. Rồi thấy mình xong rồi. Mình không có nước ra để dập lửa được ấy. Ôi. Nhưng mà hôm sau mình tìm thấy được một cái tòa thành rồi một xíu. Ui ui. Còn sống, còn sống, còn sống, may quá. Rồi bật công tắc lên để không thôi bị nóng á. Giờ mình sẽ uống uống một miếng nước coi. Rồi rồi, hy vọng nhiệt độ sẽ giảm xuống. Phát huy công dụng đi máy lạnh ơi. Cố lên, cố lên. Cái chân mình đang bị thương nữa. Để mình dùng cái băng y tế mình dán lại một xíu coi. Ồ, nhiệt độ đã bớt được một xíu rồi. Ê da, nóng quá, nóng quá. Rồi. Ôi, nhiệt độ cao quá, mình chịu không có nổi ấy. Vậy là hết cách rồi, giờ mình phải cố gắng tìm cái quyển sách enchant làm mát ấy. Tại vì trong đây có quyển sách enchant làm mát các bạn ơi. Có quyển sách đó thì mình có thể enchant vào bộ giáp và mặc. Giống như là có mấy cái máy lạnh bên người vậy đó. Không có sợ bị sốc nhiệt nữa. Chứ như vậy thì nó dễ bị nóng lắm. Khoảng một xíu là mình phải đi về nhà hả. Rồi giờ trở lại khu vực hồi nãy thôi. Ở đây có mấy cái con gì bay bay nè. Ui có mấy anh này nữa. Ui ây da ây da ây da. Ui, mấy con quái như này mạnh quá. Ui. Mấy con quái dưới đây mạnh lắm luôn ấy. Chưa gì đâu, mình đã ngỡ hai lần rồi. Thôi thôi thôi, tạm thời thì không dám khám phá Nether nữa đâu. Khi nào đồ mạnh hơn thì khám phá tiếp. Chứ giờ đồ yếu như vậy xuống nó khèo vài cái anh ngỡ mà. Sẵn tiện đây chắc mình sẽ đi khám phá một xíu về hướng bên này luôn. Tại vì đợt trước mình chưa có đi khám phá sâu hơn về phía bên đây ấy. Thành ra hôm nay mình sẽ đi luôn nhá. Và trên đường đi nếu mình gặp mấy con quái vậy là lạ thì mình sẽ tiêu diệt. Và đây là cái chỗ để mình có thể farm kinh nghiệm nè. Lâu lâu thì quái nó sẽ xuất hiện trong đó ấy. Rồi giờ thì đi tiếp thôi nào. Hy vọng qua cái khu rừng gỗ bạch dương này sẽ cho mình thêm một ít đồ nữa. Rồi đi thôi đi thôi. Còn cái tòa tháp obsidian á, mình chưa có đủ can đảm để nhào vô để đánh chiếm ấy. Khi nào mình có một bộ giáp kim cương đi thì mình sẽ cố gắng vào đánh chiếm cái tòa tháp obsidian kia luôn. Mình nghĩ cái tòa tháp đó sẽ có nhiều độ tốt hơn á. Nhưng mà giờ thì chưa có đủ khả năng các bạn ơi. Rồi giờ thì đi xuống dưới thôi nào. À nhảy vô cán nhện nè. Khi chúng ta nhảy vô cái cán nhện á thì sẽ không có bị. Ây da. Ui con gì á. Ui cho mình cái ngọc Ender tốt quá. Nhưng mà chơi hù vậy thì không vui đâu. Làm gì thì từ từ thôi. Tự nhiên sau lưng xuất hiện rồi la lên à. Rồi giờ đi tiếp thôi. Có vẻ đây là nguyên một cái khu rừng bạch dương luôn rồi. Đào cái đường này đi lên coi. Thẳng đó kiếm thêm than luôn. Bên kia có bé heo kìa. Giờ mình sẽ cố gắng tìm cái vùng đồng bằng ấy. Tại vì mình sống ở gần mình thấy nguy hiểm quá. Quái nó xuất hiện liên tục để ăn hiếp mình ấy. Ui uống miếng nước coi. Giờ bị khát rồi nè. Rồi đỡ khát hơn một xíu rồi đó. Ui bên kia có gì kìa. Ui tự nhiên bên kia có lửa là sao. Cái kia rất là giống cái chỗ có cái thiên thạch rơi xuống vậy á. Không biết có chính xác không nữa. Để bây giờ mình sẽ quan bển và khám phá thử. Rồi múc thêm miếng nước nè. Sau đó lọc ra để uống cho nó sạch nhá. Rồi đi tiếp thôi. Hình như là cái thiên thạch đó. Đúng rồi cái thiên thạch. Wow khu này mà cũng có thiên thạch nữa. Còn đây là một cái bộ quá thạch. Wow không biết quá thạch có con gì mà to thế ta. Chắc khủng long à. Trong đây chỉ có rồng thôi chứ không có khủng long đâu. Mà sao có mấy bộ xương to thế nhờ. Rồi. Ui lại mấy tên này nữa hả. Mấy tên đó hình như thích lửa lắm luôn ấy. Lần nào mình thấy có chỗ có lava là lửa để xuất hiện mấy con đó hả. Mấy con quả bóng tối ấy. Đây là một cái khu rừng bạch dương rất là. Ui có nhà kìa. mình tìm được một ngôi nhà. Mà hình như đây không phải là nhà của dân làng rồi.
Chỉ là một ngôi nhà bình thường trong thế giới thôi. Có đường vô luôn nè. Wow, có bánh kem luôn hả? Làm một miếng coi nào. Đây là cầu thang đi xuống dưới. Từ từ sẽ xuống dưới sao? Và đây là một cái... Ui, có que nè. Một cái quần, một cái quyển sách, một cây kiếm, một ít thức ăn. Đồ trong đây không tốt cho lắm, nhưng mà thôi kệ, đồ của người ta mà, có cũng đỡ hơn không. Rồi giờ thì xuống dưới coi. Giờ thì mình có cái night vision đấy, thành ra khám phá khá là dễ dàng. Và ở dưới này có một cái cái gì chứ? Ui, có spawner kìa, giống như một cái ngục vậy á. Ui, đằng kia có bánh kem kìa. Có bánh kem luôn. Nhìn kỹ lỡ mình bỏ sót luôn á. À, cái này là đèn. Hopper luôn nè. Chỗ này là chỗ nấu đồ nè. Tiên tiến nha, tiên tiến nha. Còn có cái chỗ nấu đồ tự động nữa chứ. Ui, tiếng con gì vậy? Bên kia thì có một cái đe. Cái đe đó chắc mình sẽ lấy về á. Tại vì công thức cái đe khá là mắc các bạn ơi. Giờ mà nhặt được cái đe mang về thì tiện hết sảy. Và bên đây có cái rương nữa. Mending. Ô, mình được một cái kiếm mending nè. Hai cây luôn chứ. Essence apply. Nguyên tố của sự sống hả? Một ít đồ linh tinh tinh thôi mà thôi. Ui, được một cái khiên gì tùm lum màu luôn nè. Ui, nhưng mà cái đe thì mình cần phải nâng cái đâu ta, cái building lên cấp 12 lận được luôn. Ui, chết rồi, mình quên quên đem cái quyển sách kinh nghiệm rồi. Vậy là phải cố gắng farm thêm để lại kia và lấy cái đe về. Đây có táo nè, mang về luôn. Tuyệt vời. Cất chỉ nè, sâu sen cất luôn, tại vì mình có thể đào dưới Nether ấy. Lock up code đó, cất cất nè, cất đất vô. Cái lọ thuốc này thì mình sẽ mang về nhà đi, từ từ mình sẽ dùng nó sau nhá. Ui, cái ba lô như mình chưa có đem phải không ta? Ui, chết rồi, cái ba lô mình để ngay cái cổng Nether rồi. Quái xuất hiện rồi. Chiến đấu luôn. Ui. Binh đoàn zombie màu hồng à. Ui, kiếm mình yếu quá. Quánh cái con zombie mặc giáp lưới mà cả buổi trời ơi. Ui, thế thì không ổn rồi. Còn quái ở phía dưới nữa hả? Rồi, đập spawner này kiếm thêm kinh nghiệm thôi nào. Rồi. Ổn. Và bây giờ thì mình sẽ... Ui, một cái áo nè. Và một cái lọ thuốc tốc độ. Tốc độ à. Vậy bây giờ mình sẽ mặc áo giáp vô đi cho nó xịn hẳn. Và sử dụng một cây kiếm khác chứ cây kiếm của mình. Ui, cây kiếm này legendary luôn. Tuyệt tuyệt rồi, chiến luôn thôi nào. Bên đây cái rương lấy đồ rồi. Lại đây. Kiếm này không phải như kiếm hồi nãy đâu nhá. Kiếm này là tốt hơn rồi. Mấy con zombie mặc giáp rồi cầm khiên nữa chứ. Ui, anh zombie đang lại kìa. Ôi, coi cái kiếm của mình kìa. Giờ mình chỉ nhặt những cái thứ cần thiết thôi. Và cái spawner mình cũng đập luôn. Và mình lên cấp 16 rồi. Mình có thể lên đằng kia và lấy cái đe rồi đó. Efficiency 1 nè, hiệu suất 1. Một cây cúp mending. Ôi, cái cúp này tốt vậy ta. Sao trong đây toàn đồ tốt vậy? Rồi, đồ tốt thì lấy thôi. Power 1 hả? Lụm luôn. Đồ free là lụm về hết. Rồi, giờ thì đi tiếp trở lại cái khu vực bên này nè. Hồi nãy mình thấy con đường ấy. Rồi, trở lại đây một cái. Nhặt cái đe về thôi. Rồi, vô trong đây. Đào ra nè. Ui. Xuất hiện định cắn lén mình hả? Rồi, nhặt kinh nghiệm lại. Và mình sẽ ăn vô một miếng thịt nè. Sau đó vứt bớt những thứ linh tan tinh bớt luôn đi. Vứt cái này nè. Vứt bandit thì chắc cũng vứt cũng được. Vứt stick. Đuốc thì vứt luôn đi. Tại vì bây giờ mình có night vision ấy. Cầm theo đuốc cũng đâu có tác dụng gì đâu. Giấy thì vứt nè, xương vứt. Rồi, lại đây lấy cái đe về thôi. Nhưng mà cần phải nâng cái building lên cấp 12 trước. Mình lại thiếu rồi. Còn thiếu một xíu cấp độ nữa. Kệ, không sao đâu, mình sẽ đi dưỡng khác. Hy vọng bên đây sẽ có được. Ui, tự nhiên có cái tên gì đấy. Bên kia có spawner kìa. Kệ, vào trong chiến luôn thôi nào. Rồi, đập cái này ra. Ủa, cái này sao đập đau chậm vậy? Có hiệu efficiency mà sao đào chậm vậy ta? Rồi, vào trong thôi. Cái này là hang nhện. Hang nhện hả? Nhện thì khỏe rồi, nhện thì khá là dễ đi tiêu diệt ấy. Wow, hết dust này. Và đây có con zombie xanh nè. Zombie xanh các bạn ơi. Short cash. Ây da. Ui. Còn triệu hồi gamma chơi nữa.
Đập cái này ra đi. Rồi, cái đó lượm về sử dụng được ấy. Một cây cúp Unbreaking 1 á. Cái này là Unbreaking 2 rồi, không cần đâu. Rồi, giờ mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết vào trong đây. Sau đó đi tiếp hướng bên này để farm thêm kinh nghiệm ấy. Ở đây có spawner, mình đập luôn đi. Để cho nó an toàn. Lượm cái này nè, lượm về. Lượm về, rồi. Và một cái lọ thuốc hồi máu hả? Rồi một cái trái táo nè. Và một quyển sách khác. Shortcast nữa, giờ mình có thể nâng nó lên cấp 2 luôn á. Wow, tuyệt cú mèo. Và một cây Lesser Smile 2. Dòng đập 2 hả? Ồ, có vẻ chỗ này hết rồi. Vậy là đi về những hướng còn lại thôi. Và đây đang trồng gì nè? Ui, trồng cà rốt hả? Trồng 3 loại hạt giống một lượt luôn. Xịn vậy. Thôi trồng lại cho người ta đi. Nhà mình cũng có hết mấy thứ này rồi. Rồi giờ thì mình sẽ đi về hướng còn lại. Đây cũng là hướng cuối cùng ấy. Hy vọng mình có thể kiếm thêm 2 cấp độ nữa để có thể mang cái Anvil về. Rồi. Ui, đây còn một cái đường đi xuống nữa hả? Gì đâu xuống sâu vậy? Ở đây có cái cần gạt đúng không? Ui, đây nó lại dẫn tới một cái chỗ khác nữa. Ui, skeleton. Ui, cái này thì khó rồi. Ui, mà sao mình vẫn có thể tiêu diệt được. Đặt spawner ra luôn đi. Để... ui. Kim cương nè. Ui, xịn thiệt á. Rồi, lượm mấy cái lọ thuốc này về. Vứt bớt giấy nè. Rồi, ơi, một cái cúp. Infestcc 1 thôi, không cần đâu. Rồi, mình sẽ vứt thêm một cái... mũi tên đi, vứt mũi tên. Rồi, nhặt kim cương về. Vô tình nhặt được một kim cương chứ. Và mình có hẳn một cái medkit luôn. Cái này hồi một phát là đầy máu cũng như là vết thương ấy. Tốt, tốt, tốt. Và mình được 14... ấy da. Ui, chơi một quánh lén vô đầu mình hả? Ui, quýnh một phát bể đầu mình luôn rồi. Cái tên này chơi đánh lén kỳ ghê ấy. Đánh một phát bể đầu người ta rồi. May mà mình nghe tiếng kẹp á. Không thôi bị nó đánh tới chết luôn á. Đây lấy phải nâng lên một cấp nữa. Rồi giờ thì có thể lấy về rồi nè. Và mình sẽ uống thêm một ngụm nước nữa đi. Để cho nó đỡ khát một xíu. Rồi sau đó lên đường tiếp thôi nào. Mình sẽ uống cái lọ thuốc tốc độ này luôn nè. Chạy cho nó nhanh coi. Rồi phức ra. Lấy cái đe về và múc thêm miếng nước nữa. Này sang tiện đây có nước nè các bạn. Ui, phần chỗ này mình nhìn để ý thì mình mới thấy cái này khá là giống cái chỗ farm đá. Ôi nhưng mà lỡ mình đập ra nó thành cái obsidian thì sao? Thôi, không nên đụng vô đâu. Rồi giờ thì đi về hướng bên đây thôi. Hướng bên đây có vẻ đi sâu xuống phía dưới lòng đất luôn nè. Rồi trước tiên thì qua bên đây nè. Nhìn kỹ hai bên á, nhiều khi nó lại có cánh cửa như hồi nãy. Ui, ai da. Oh my god. Ui, con skeleton bắn một phát một xuyên cái khiên mình luôn á. Bắn một phát một ngay đầu luôn. Wow, mạnh vậy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng tìm được một viên kim cương nữa rồi. Được một cái medkit nè. Medkit thì mình sẽ cho vào đây. Những lọ thuốc thì mình cũng sẽ cho vào đây luôn. Hurt Dux thì mình sẽ để lên trên để sau này mình ghép thành những cái Hurt Crystal Shark ấy. Rồi kiếm thì mình có được một cây mending nữa. Từ từ thì mình sẽ chế cái bàn mà tách cái dòng phù phép ra ấy, rồi mình sẽ gỡ nó ra sau nhá. Giờ thì chắc mình sẽ đổi sang dùng cái cây kiếm sắt mà legendary luôn nè. Rất là tốt. Cúp. Ủa mình còn một cây cúp nữa mà ta. Hình như là cây cúp này đúng không? Như cây này á, nhưng mà cái chất lượng nó không tốt. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên nhá. Thì dọn ra cái dòng tốt coi. Long. Không cần long. Ủa sao lại tăng thêm attack speed? nếu mình dùng thêm ít sắt nữa để mình nâng cấp thì sẽ như thế nào nha. Rồi cho vô luôn. Chơi lớn với cây cúp sắt này luôn nè. Ui, giờ nó lại tăng sát thương nữa. Hình như mình nâng cấp nó chỉ tăng sát thương thôi. Ui. Sẽ ra Ken nữa nè chắc. Ok bây giờ mình sẽ nâng cấp thêm 4 lần nữa. Nếu không ra tốt thì mình sẽ sử dụng luôn nhá. Ôi làm ơn đi mà tăng cái tốc độ đào đi. Quốc liệt luôn, giờ cấp độ cuối cùng rồi. Càng nâng cấp nó càng yếu đi ấy. Ui. Cái này thì được nè, cái này tạm ổn. Ui tự nhiên em tranh cấp một hồi cái tốn một đống sắt luôn. Ôi lỡ rồi, chịu thôi chứ sao giờ. Rồi giờ mình sẽ cho những nguyên sách enchant vào trong đây nè. Vàng cũng cho vô đây luôn. Hopper thì mình cũng khẽ cắt vào. Sắp tới thì mình có gì mình làm cái chỗ nấu đồ tự động ấy. Súp hồi máu cho vô ba lô trị thương. Rồi giờ ba lô trị thương của mình đã có rất là nhiều những cái đồ trị thương này. Sắp tới thì mình sẽ sử dụng nó thường xuyên hơn. Và đặc biệt hơn mình cũng có thêm được một cái ngọc Ender ấy. Đâu rồi, đây mình đã có được 7 cái rồi nè. Yeah, và để coi nào.
Ở đây thì mình có thể chế tạo được một cái cây summon step nè. Cây gậy gậy triệu hồi hả? Ồ, được, để bây giờ mình sẽ thử chế tạo xem cho coi cây gậy gậy triệu hồi nó sẽ như thế nào nhá. Lấy một cái que quy lửa ra. Còn thiếu gì nữa không nhờ? Summon step. Cần thêm một cái xương nữa, xương thì dễ rồi. Xương ở đây rồi, đã có đủ đồ để chế tạo. Giờ thì làm luôn thôi. Summon step. Ui, ở đây có rất là nhiều những cây gậy khác nhau luôn ấy. Nhưng mà mình muốn thử chế tạo cây gậy mà liên quan tới các ngọc Ender thử á. Ui, còn một thiếu một vàng hả? Đây có vàng. Rồi, chế tạo luôn thôi, lần này là được rồi đó. Đó, một cái summon step. Và cấp độ magic phải cấp 8 mới được. Ok, mình đã có thể sử dụng rồi nè. Mình triệu hồi ra thần gió nè. Wow. Thần gió hả? PvP mình sẽ bật lên coi. Wow. Xịn nha. Rồi giờ mình sẽ cho thằng gió ngồi ở đây. Ui. Ui, cây gậy này mình phải học từ từ á thì mới có thể sử dụng thành thạo được. Ui, đây một thằng gió nè, ở trong nhà mình còn một thằng gió đúng không? Ồ, đúng rồi. Vậy là sắp tới mình có đệ tử rồi các bạn ơi. và coi nào, bây giờ mình cần phải điều khiển cái thằng gió này hình như. Ui, cái gì á? Ui, cánh cổng gì đây? Ui, mình mở ra cánh cổng gì á? Thôi tạm tạm ổn, tạm ổn. Và thằng gió thì mình có thể cho mặt giáp nè, cũng như là cái rương ấy. Ở đây thì chúng ta có thể. Cái này choáng chỗ quá. Ui, và giờ nhiệt độ mình đang lên cao kìa. Ui, mình hết phép thuật rồi, mình hết phép thuật rồi. Phải đợi cho nó hồi lại nữa. Làm cái này nó tốn phép thuật ở trên cái thanh thức ăn ấy. Rồi nhiệt độ hạ xuống đi, mất cái máy lạnh thiệt tình luôn. Tự nhiên xuống đây đợi chi không biết nữa, mất tiêu cái máy lạnh rồi. Rồi ổn hơn rồi nè. Giờ mình sẽ lại đây và coi coi. Có thể click chuột phải vào. Rồi và cái bảng bên phải nó đã che mất tiêu. Làm sao mình có thể bấm vào ta follow nè. À, hiện tại đang follow mình đúng không? Ủa, đâu mất tiêu rồi? Ồ, không ổn, cứ nhiệt độ cao như vậy thì không ổn đâu. Bây giờ mình sẽ xuống dưới Nether để lấy lại cái máy lạnh nha các bạn. Về cho nó mát mát thôi chứ trời nóng gì thì mình khó mà làm việc được á. Ui. Ui, nó mới mở ra cái gì vậy? Nó mới mở ra cái sự kiện gì á các bạn ơi? Smile ring gì á. Đang trong nhà giật hết cả mình à. Rồi giờ thì mình đã chuẩn bị xong xuôi đồ để chúng ta có thể đi khám phá rồi ấy. Bây giờ tụi mình sẽ tiến hành đi khám phá một xíu về phía bên cái cây cổ thụ nha. Dạ. Ui, mấy con gì mà manh động vậy? Ở đây con nữa nè. Sư tử hả? Dạ. Thì ra mấy cái tên này kéo đến cái nơi ở của mình để tấn công à. Rồi, được, được, được. Muốn chiến đấu thì chiến đấu thôi. Giờ thì mình sẽ lấy cung ra nè. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái cung này để tiêu diệt mấy con quái vật ở trong đây nhá. Rồi, dám lên nóc nhà của mình. Dám lên nóc nhà. Ây da, con này đánh làm trọng à. Ui, mình bị thương ngay chân hay sao rồi? Mình không, đã di chuyển được rồi nè. Ui, mấy con quái vật này từ nơi đâu đến vậy? Trên kia có con cọp nữa kìa. Ui, từ khi nào mà cái nơi mình trở thành cái sở thú vậy? Đây gấu nè. Ây da. Ui. Oh my god. Ui, nó tấn công cái nơi ở mình quá nhiều nè. Ôi, con gì đây? Con này dám lại đây hả? Không biết cái sự kiện này bao giờ mới kết thúc nữa. Nhưng mà mình thấy xung quanh nhà mình giờ toàn quái vật không á. Ui, vậy thì toàn mất. Ăn vô một miếng nào. Rồi, tiếp tục. Dám lại đây nè. Ở đây còn một con nữa nè. Rồi, tiêu diệt hết luôn. Nhưng mà nhiệt độ của mình bây giờ đang cao quá. Mình sẽ nhìn nhử mấy con này lại cái hồ đi để cho mát mát một xíu. Và khi mình quánh mấy con này á, mình còn bị hiệu ứng làm chậm nữa chứ. Mấy con này không biết từ phương nào tới nữa ta. Rồi, và nó rơi ra một khúc xương. Xuống nước đi. Xuống nước đi nè. Xuống nước đi. Rồi. Và bây giờ mình sẽ thử triệu hồi cái con vật khác ra nhá. Ở đây mình có thể triệu hồi ra thêm được
Ê, hiệp sĩ của mấy anh dân làng nè. Rồi, triệu hồi ra một anh nè. Rồi, bảo vệ tôi đi. Mình đã triệu hồi ra một hiệp sĩ rồi đó. Bây giờ mình sẽ lại đây nè, và quánh thử con này coi hiệp sĩ có đi theo mình và quánh tiếp không nhá. Ủa, đi theo, đi theo. Ây da, ây da. Quánh tiếp hiệp sĩ ơi, hiệp sĩ. Hiệp sĩ, hiệp sĩ. Ui, hiệp sĩ không đánh à. Ui, mấy cái tên kia nó quánh tôi hen. Chảy máu đầu rồi kìa mà. Ông lại không đánh tiếp tôi. Ui, hiệp sĩ này. Ui, hay là mình chưa có đủ khả năng để có thể điều khiển được hiệp sĩ ta. Ôi, cái phần đầu mình còn bị thương nè, đằng kia còn mấy con quái vật xịn quá. Cái bây giờ mình sẽ... Ui, gì đấy. Ôi, chiến đấu bảo vệ nhá. Đây, mình sẽ triệu hồi ra thêm 2-3 con nữa đi. Đây, một con nè. Đây, một con nữa nè. Rồi. Và bảo vệ nhà tôi đi. Giờ mình sẽ vào trong nhà để dưỡng thương nào một xíu, cũng như là làm mát lại nhá. Ui, thấy không, ở nhà mà cũng không yên với mấy con quái vật trong đây nữa. Ui, vô nhà làm gì, ra ngoài đi, để mình điều chỉnh một xíu coi nào. Pet nè, summoning. Cái này thì mình sẽ để BB là yes. Bắt siêu. Rồi. Rồi, giờ đi chiến đấu đi mấy anh ơi. Chiến đấu bảo vệ ngôi nhà của chúng ta đi. Chiến đấu đi, mình không thể nào mà đánh được mấy anh này ấy. Đó, đây là pet của mình nên mình không thể nào đánh được hết á. Mấy anh tự đánh à. Đúng không? Ui, đằng kia có nàng tiên bướm kìa. Hay là mình xin giác mấy lạnh này ra giữa sân quýnh lộn ta. Chứ giờ nhiệt độ cao quá sao quýnh lại mấy con này được. Okay, giờ ra một xíu rồi, khi nào nực thì vô trong nhà làm mát tiếp. Rồi, lại đây quýnh nhau nào. À, núp. Núp đúng rồi. Ui, hình như hiệp sĩ đang muốn quýnh tiếp mình đúng không ta. Oh. Oh, wow, kiến thức của mình đã lên cấp 2 rồi kìa. Kiểm tra trong cái này hả. Ây da. Ui ui ui. Ui. Rồi, mình trúng độc rồi, trúng độc rồi. Ui, trúng độc mình nhảy lên không nổi luôn ấy. Nặng hả? Ui, chết rồi, mình bị hiệu ứng tăng cân rồi. Mình nhảy lên không nổi nè. Coi này, mình nhảy một block mà cao lên, nhảy không lên nổi luôn ấy. Ui, tự nhiên bị con kia quấn cái tăng cân nhảy không nổi luôn chứ. Ô, kỳ vậy, con quái vật gì kỳ vậy. Rồi, chữa lại vết thương nào. À, nhảy được rồi, giờ thì mình sẽ vào trong nhà để chữa thương một cái nha. Ôi, không biết cái chừng nào mới cái sự kiện này mới hết nữa ta. Tự dưng gặp gặp mấy con quái vật ác đi chứ. Rồi, kiểm tra trong đây coi. Kiến thức của mình, nó tăng lên rồi nè. Đúng rồi, bây giờ mình có thể tìm hiểu nhiều hơn trong đây á. Ui, đây là những cái con dơi bóng tối nè. Cái này là con cá. À, mấy con nhện, hình như mấy con này nó sẽ kết nối lại với nhau á. Dạng này thì sao? Ồ, nó có nhiều màu nữa chứ. Còn bên đây là những cái con quái vật. À, đây là con tắc kè lava nè. Con này là con cọp. Con này là con gì nhìn ghê quá hả? Con này giống sư tử hơn nè. Con này giống con chuột. Con này cũng long. Nè, có dây nữa nè. Rồi, bên đây là cái... Ui, cái tên này hồi sớm mình đánh bên cái mê cung ấy. Ui, trong đây còn nhiều vị thần lắm. Nhưng mà... Ui, mình có thể triệu hồi ra tử thần không ta? Ui, chưa, để mình thử nha. Phép thuật, triệu hồi. Ô, được luôn nè. Nhưng mà mình chưa có điều khiển được. Cái bảng chế tạo bên đây nó che hết các chỗ điều khiển rồi. Ủa người ta. Mà từ từ mình sẽ tìm cách khắc phục nó. Rồi, và tổng kết trong ngày hôm nay á là mình đã xuống Nether một chiến rồi, nhưng mà bị mấy con quái vật nó quánh ghê quá nên mình không có dám ở lại các bạn ơi. Ngoài ra mình vừa tìm được một ngôi nhà và ở phía dưới có một căn hầm chứa rất là nhiều đồ tốt cho mình luôn. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng khám phá cũng như là tìm một bộ giáp tốt hơn để chúng ta có thể xuống Nether nhé. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn giờ thì bye bye.